Chiều ngày 17 tháng 7, Vietinbank đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị về công tác cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển Giải pháp Tài chính Khách hàng thuộc khối khách hàng doanh nghiệp Vietinbank. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Đức Thọ yêu cầu các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cần tập trung nhanh chóng thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận và chỉ đạo triển khai ngay công việc để mà hoạt động được thông suốt, hiệu quả đúng với mục tiêu đề ra của trung tâm. Thay mặt các đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Khoa Đức Anh, Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, kiêm Giám đốc Trung tâm, kiêm nhiệm trưởng Phòng Phát triển Giải pháp Tài chính đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Vietinbank. Với vị trí mới, các lãnh đạo phòng của Trung tâm xin hứa nỗ lực phấn đấu với trách nhiệm cao nhất cùng với tập thể cán bộ Trung tâm nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, vận hành theo đúng định hướng, mục tiêu hoạt động mà Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo đã đề ra. Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo Vietinbank đã công bố và trao các quyết định của Hội đồng Quản trị về công tác cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển Giải pháp Tài chính Khách hàng thuộc khối khách hàng doanh nghiệp. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khoa Đức Anh, Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển Giải pháp Tài chính Khách hàng, kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Phát triển Giải pháp Tài chính, Trung tâm Phát triển Giải pháp Tài chính Khách hàng, khối khách hàng doanh nghiệp Vietinbank. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Việt Nga, Phó phòng Quản lý Kế toán Tài chính, khối Tài chính Vietinbank, giữ chức vụ Trưởng phòng Thúc đẩy Kinh doanh. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Xuân Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thanh toán, khối Vận hành Vietinbank, giữ chức vụ Trưởng phòng Triển khai Giải pháp Tài chính. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Vietinbank chi nhánh 4 thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó phòng Thúc đẩy Kinh doanh. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Phương Anh, chuyên viên cao cấp, Phòng Chính sách Nhân sự và Phát triển Tổ chức, khối Nhân sự Vietinbank, giữ chức vụ Phó phòng Thúc đẩy Kinh doanh. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Anh Quân, Phó phụ trách Phòng Phát triển Sản phẩm và Marketing, khối Khách hàng Doanh nghiệp Vietinbank, giữ chức vụ Phó phòng Phát triển Giải pháp Tài chính. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thủy Dương, Phó phòng Hỗ trợ Tín dụng, khối Vận hành Vietinbank, giữ chức vụ Phó phòng Phát triển Giải pháp Tài chính. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Thị Thanh Bình, Phó phòng Xuất khẩu, Trung tâm Tài trợ Thương mại, khối Vận hành Vietinbank, giữ chức vụ Phó phòng Phát triển Giải pháp Tài chính. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Cao Thị Tú Oanh, Phó phòng Phát triển Sản phẩm và Marketing, khối Khách hàng Doanh nghiệp Vietinbank, giữ chức vụ Phó phòng Triển khai Giải pháp Tài chính. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Trung Đức, Phó phòng Phát triển Sản phẩm và Marketing, khối Khách hàng Doanh nghiệp Vietinbank, giữ chức vụ Phó phòng Triển khai Giải pháp Tài chính. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.